Gia đình sát sanh sẽ không bao giờ bình yên, thường rầy ra lộn xộn. Nó biết tu rồi vì xem này đi, gia đình mà sát sanh hại vật là rầy ra lộn xộn đúng không? Những đức nói quý vị mà quán ăn sát sanh, nghe không? Quán thịt chó, rồi quán thịt trâu, quán thịt bò, bê thui, rồi lẩu cá kèo sống, rồi hải sản tươi sống, rồi tôm luộc nước dừa, rồi tôm sống nước dừa sôi lên bỏ vô úp lại ha, chấm muối tiêu đủ ngon ha. Đó thì vị biết rằng chờ xem, tiền của trước mắt trong mạng có phước vô ào ào vậy đó, thịnh vượng thấy ham vậy đó. Nhưng vài ba năm sau rồi quý vị coi, nó mà sập một phát thôi, trời ơi nó xuống rầm rầm vậy đó, tan nát nhà cửa, bệnh đau tứ tung lan tan hết trơn, không có được cái kết quả gì hết trơn. Những đức nói bây giờ quý vị coi tất cả những cái gia đình mà toàn làm nghề biển đi, bị coi cái gia đình đó, bị coi cái gia đình đó đó, cha mẹ chừng 40-50 tuổi, 50-60 tuổi, bị coi cái nhà đó còn cái gì mà sợ đó. Nợ nần chồng chất, bệnh đau tứ tung, chết tùm lum tùm la, chết non. Cái gia đình sát sanh hại vật là nói như vậy đó. Nó trời ơi, cái người sát sanh này biết rồi ai mà dám làm. Nó những đức ngày xưa trên thành phố mà cái ông chủ nhà hàng này mà ông lớn, ông giàu đến mức mà nhà ông bao nhiêu căn biệt thự, Hú Mê Hưng có 2 căn luôn. Ông giàu quá trời luôn mà đường ngay Sư Nguyệt Ánh mà cái nhà hàng mà lớn mà nổi tiếng nước ngoài. Vậy đó mà cuối cùng đâu có bao lâu đâu, những đức đi tu trong vòng hình như 8 năm sau thì mấy cái người huynh đệ ngày xưa, anh em mà ngày xưa trên đó làm việc chung, vậy mà nói những đức nghe, trời ơi bây giờ nghèo mà không có căn nhà ở luôn trời. Nó nghèo kinh khủng, nó nghèo không có nhà ở luôn. Mà nhà ngày xưa nó giàu, mà ông chủ giàu quá trời giàu cái thời đó luôn. Vậy mà trong vòng có 8 năm sau không biết sao kỳ cục, gia đình tan nát hết trơn. Còn con cái nó ngủ nghịch, nó kinh khủng lắm. Là cái nơi mà giết chúng sanh để mà làm giàu. Thấy chưa? Rồi quý vị coi cái nhà nào mà làm chó đồ này kia, quý vị coi cái nhà đó. Đố mà cái nhà đó mà thịnh vượng lâu dài, quan gia vô nhà liền. Nên cái nghề sát sanh là cái nghề không dám làm. Nên những đức nói ví dụ như nhà nghèo chứ dưới quê miền Tây đồ này kia mà bắt nhái, bắt cóc, bắt chuột đồ này kia, đồ ăn mỗi ngày đi bán đồ ha. Trời ơi mấy cái nghề này nghèo càng nghèo, đi cào cá đồ mà điện đồ bao xung quanh. Rồi bắt đầu là nó cào tới đâu là điện nó giật cá, cá nó rớt vô trong cái đồ cào lưới đó. Rồi quý vị coi đố mới bị ngóc đầu lên nổi, sanh con ra èo ọt khó nuôi, gia đình thì lãng quạng lu bu tối ngày vậy đó. Cái nghề sát sanh là nó không có tồn tại đâu, cho quý vị biết đó. Rồi ôi, chúng sanh thương nhất là thân mạng mà, nói quý vị biết cái nghề này là không có tồn tại. Nói quý vị giết quá nhiều chúng sanh, phước còn nó bu xung quanh đầy, nhưng mà khi quý vị vừa phước si là nó dập quý vị te tu liền, nhà tan nát liền quý vị coi. Nó nên mình đã nghe đạo rồi phải hiểu nghe quý vị, làm người keo kiệt sẽ khó có được hạnh phúc. Ai mà keo kiệt có hạnh phúc nổi không? Có tiền cũng không hạnh phúc nữa. Hồi sáng á, nhà đức nói công đoạn mấy bà keo, ông keo á, nó cứ tối ngày keo cái mặt nhâu viết mà hai bên này nó dính luôn, cái đường hậu mà không thoát được sao vào tối ngày. Ôi rồi, lúc nhận đức còn trẻ trẻ cũng đi chơi, cũng đi coi bói. Thầy bói nói bàn tay của con á, chỉ tay nó toàn là nó lọt ngay cái đường chướng giữa không à, làm ăn có dư nổi đâu, chỉ tay gì đâu mà nó lọt ngay chướng giữa không mà, cái đường tiền tài nó đi ra chướng giữa không à, phải chi mà nó đi ngay ngón tay thì nó chịu được, còn này nó lọt chướng giữa sao dư. Mà nói đúng à, thầy này có hay ghê. Nhiêu? 500. Nó trời là trời, coi có con gái chỉ tay chưa có con cắt nào mà tốn 500 ngàn. Không, cũng coi hay, đúng rồi, làm ăn hoài không dư, đúng rồi, chỉ tay ngay chướng giữa không. Mà giờ chỉ tay ngay chướng giữa coi được rồi, mà có cách gì để giúp cho nó quay lại ngay cái ngón tay không? Nó không. Vậy là coi vậy thôi hả? Vậy cả đời chịu gì luôn hả? Ừ, cố gắng chịu đựng đi. Trời ơi, trời. Coi hay tới ghê. Nó chỉ tay ngay chướng giữa làm ăn không thành, cái gì cũng lọt chướng giữa hết trơn. Chỉ coi vậy được rồi, chứ không có cách để trị hả? Không. Nếu tao có cách trị thì tao đi coi bói làm chi nữa. Trời ơi trời, vậy thì tôi biết cái sự nghiệp cuộc đời tôi là như vậy sao? Hơi thảm quá vậy. Thôi, cái gì cũng lọt chướng giữa hết trơn rồi, có tiền xài phước cho rồi đi, để cuối cùng nó cũng lọt. Thôi ông nghĩ vậy nên xài tá lả binh, có tiền xài hết trơn.
Tại vì nghĩ còn nó cũng lọt chứ giữa, chạy mất tiêu, thà để mình xài ngon hơn. Thì thấy chưa, nó coi được mà nó không chỉ mình phương pháp. Nó coi lấy tiền chưa chứ mắc 500 ngàn. Hồi xưa mà cầm 500 ngàn nói ổn 500 quá, dễ quá, biết nãy mình coi đại đi. Thì coi á, tôi nói là đó thấy không? Nó nên quý vị coi bây giờ đi tu rồi nó lọt không? Lọt không? Lọt không? Lọt không? Lọt mà lọt mà có tiền nuôi 1.200 người à. Mua mua cái gì có liền á, đi tu nó chuyển nghiệp rõ ràng. Vì chỉ tay những đứa nhớ cũng y gan ngày xưa, có khác gì đâu. Tu tu chứ những đứa thấy chỉ tay nó cũng lọt ngay chứ giữa chứ nó có lọt ở đâu đâu. Thấy không? Mà vẫn cầm tiền được. Vẫn có tiền. Từ khi đi tu giờ mới có tiền. Nó rõ ràng, cái chuyển nghiệp thì nó có tiền, chứ chỉ tay có dính dáng gì cái chuyện cuộc đời mình. Nó khỏi đi miễn bàn. Từ hôm nay thôi thầy bói ế luôn đi. Đúng không? Biết rồi. Thấy không? Rõ ràng luôn. Tu hành chuyển nghiệp rồi. Ngày xưa là do xài tiền hoài, trong mạng có tiền mà cứ xài hoài không tu phúc duyên. Vậy thì không, trong mạng không có tiền thì làm sao có dư? Thấy chưa? Đơn giản thôi. Còn bây giờ thì có tiền giúp cho người ta, giúp người ta, Phật dạy càng bố thí thì càng nhiều, thì càng bố thí thì càng nhiều, rồi càng thí pháp thì càng thông minh. Rõ ràng đem cái hay cho người ta thông minh, phóng sanh ăn chay thì sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Phật nói muốn có quả tốt thì phải gieo nhân tốt. Bây giờ gieo nhân tốt có quả tốt. Bây giờ coi thôi mà không cho cái quả, không chỉ cái nhân thì làm sao có quả. Thôi khỏi đi coi luôn. Nó đi đến chùa đồ này kia gặp ai mà nói còn tháng 7 này đừng ra đường. Sao thầy? Có gì không thầy? Nhìn sát khí của con nặng nề. Ra đường có chuyện. Chuyện gì thầy? Nói con nghe đi thầy. Coi chừng xe cộ. Ôi trời ơi. Đi ngoài đường ngoài mà kêu coi chừng xe cộ. Thì con cũng cố gắng con nhìn xe cộ hồng. Ý thầy nói tự nhiên xe đụng mình. Trời ơi trời. Tự nhiên xe đụng mình. Thầy ơi có cách gì? Có cách gì giúp cho con không thầy? Chứ xe ta đụng con còn có cái tùm lum tùm lá. Ơi sao thầy? Thầy chỉ con đi. Thầy định làm cái chuông. Con bỏ tiền vô phụ làm cái chuông đi để thầy gõ cho con tiêu nghiệp. Trời ơi. Thầy giúp dùm con thầy ốm. Con đi dành được mười mấy triệu nè. Đưa cho thầy. Cúng dường dùm cái chuông cho thầy. Thầy gõ thêm vài cái dùm con. Ừ con là người được đầu tiên. Khi cái chuông xây xong thầy báo cho con biết. Chi vậy thầy? Thầy chu, con chu vô cái chuông thầy gõ. Con biết có bà nào ở đây từ xưa tới giờ từng chui vô chuông không biết được. Trời ơi, con lần mấy bà Phật tử mà đi hành hương á, đúng là mê tín ác đạo thì tự nhiên đi đến chùa mình. Có cái chú coi nhà chuông trên kia chứ. Bà chui vô cái chuông mới thôi chắc. Đi chui vô cái chuông thôi. Xong rồi đó chú đại bây giờ thầy đại kêu thầy thầy chú nó gõ giùm con vài cái thôi. Thầy trời con đâu chui vô chuông ngồi trong cái chợ sao tự nhiên chui vô chuông kêu đó chi con chui vô đây con dán mấy cái chữ trong đây họ dán cái chữ gì dán gia đình dòng họ con trong cái chuông để cho gõ để cho nó tiêu nghiệp thầy chỉ rồi thầy nói nếu mà đi đến chùa mà được mà chui vô cái chuông mà gõ vài cái tỉnh táo bả chui vô cái chuông mà cái chuông bự cho bả bả kêu cái chú đó mà bả kêu chú gõ vài cái cho con đi cuộc đời của con sao nó tối tăm quá mà đường đi lối thoát không có mù mờ quá chú ơi con chui vô rồi là chú gõ vài cái giùm con trời ơi cái chú kia ông nói ừ vậy thì được bà muốn gõ thì tôi gõ chui vô đi bà chui vô bà nhắm mắt nhắm mũi chồng ông này ông gõ ba cái bà bước ra cái chuông bự chào bá mà gõ cái bà bước ra bà làm nè trời ơi bà bước ra bà đi xây sổ mặt mãi chứ bà hỏi cái chú kia bà nói đường nào đường đâu đi xuống dưới trời ơi hồi nãy mà lên mà con biết đường mà gõ đi ba cái mà hết biết đường luôn ba nói trời ơi trời ông thầy kêu ông chị tỉnh táo đâu không thấy mà con thấy nó còn mù mờ thêm tào lao kinh khủng luôn con người nó mê hoặc điên đảo thì nó cần nghe pháp để tỉnh táo chứ làm gì mà vô chuông gõ một cái nó tỉnh nếu mà vô chuông mà gõ một cái tiêu nghiệp chắc khỏi tu luôn quá đi gõ đại đi tôi mà thông báo lên cái làm cỡ chục cái chuông tha hồ đến đây mà gõ
Không ngộ lắm. Có nhiều người ta học Phật ta mê tín quý vị ơi. Học Phật là đi vào mê tín không à. Kỳ cục ghê á. Hiểu không? Nên cái nhân quả là do đôi tay mình tạo. Thì bây giờ phải lặp lại thôi. Lặp lại nghe chưa. Nó nhớ là người keo kiệt là khó được hạnh phúc lắm nghe không. Nó phải mở rộng ra đối với chồng con gia đình. Đừng có xài phí bừa bãi thôi. Riêng bản thân mình thì sống đơn giản, nhưng cho người ta thì rộng rãi. Người vậy là có phước à. Những đức nói, những đức ở đây sống đơn giản vô cùng, nhưng mà đối với cái người trong chùa là rộng rãi lắm. Ăn thì những đức không có ăn gì thêm, nhưng mà mua đồ ăn ngon cho ta ăn không à. Những đức phái vậy đó. À, và thượng tình không giảng, những đức làm theo thiệt á. Có phước cho người ta hưởng thì phước mình dày, chăng thật là. Mình chỉ biết thương yêu con cháu, người thân mình, vậy thì con cháu mình ai thương vậy? Đó, thì coi không? Mình cái gì mình cũng biết thương yêu con cháu người thân mình không à. Mình thương con cháu người thân mình không à. Vậy thì mình không có ngó ngàng đến con cháu người thân người ta. Vậy thì con cháu mình ai thương yêu? Suy nghĩ đi. Con cháu mình thì mình cu mình thương vậy đó. Mà con cháu người ta mình chửi mắng te tua. Con cháu mình giàu thì không làm động móng tay. Mà con cháu người ta làm công cho mình thì mình chửi mắng. Cũng cùng tuổi như con cháu mình mà không biết thương con cháu người ta. Mà thứ biết thương con cháu mình không à. Con cháu mình ngồi trên đống vàng mà con cháu người ta thì mình đẩy vô đống phân không. Vậy thì tới khi con cháu mình đi bước chân ra đời thì người ta cũng đẩy con cháu mình vô đống phân à. Tại cái nhân mình gieo cái quả mình chịu chứ. Cái khổ của con cháu là lây khổ cho mình. Nên muốn khổ cái người cha mẹ thì bắt con cháu phải khổ. Thì cha mẹ khổ. Nên cái nhân quả, nghiệp quả nó đến nó đòi quý vị là gì? Nó làm con quý vị, làm cháu quý vị. Nó khổ te tua rồi lúc đó quý vị mới khổ lây. Thí dụ như bây giờ cuộc đời của mình đi, mình lúc mình còn trẻ đi, mình bay bướm đồ quá trời luôn, mình dụ dỗ bao nhiêu cô gái trẻ hại cuộc đời người ta làm ta khổ. Thì sau này con cháu của mình bị Iran vậy thì mình khổ. Thấy chưa? Không phải là cha mẹ làm mà con chịu, mà là cha mẹ làm tội, con cháu có cái tội này sanh đến để nó làm con mình. Nó cũng chịu mà mình cũng khổ. Đó, cái quả báo là nó như vậy, gọi là công bằng đó quý vị. Thấy không? Nên mình hiểu rồi thì tự nhiên mình không có tâm ác ý đến với người khác. Là đúng rồi. Mình thương con cháu mình cũng nghĩ con cháu người ta cũng có ông bà cha mẹ. Mình cũng nên thương con cháu người ta như thương con cháu mình. Vậy thì gieo cái nhân như vậy thì con cháu mình đi đâu cũng được người ta bảo bọc, thương yêu và giúp đỡ. Nhân quả tương đồng. Đơn giản dễ hiểu đúng không? Thường chữ thề, nói lời đâm thọt, khiêu khích người sẽ mất nhân cách của chính mình. Bây giờ thí dụ như có nhiều người người ta chữ thề chữ thốt được không? Phụ nữ thì nói con này bà nọ, má này má kia, dùng những cái văn tự kỳ cục. Có mà sao không có, đúng không? Đó. Thường chữ thề rồi thầy thốt. Thầy thốt là lỡ mình làm cái gì ai nói tới, tôi thề với bà luôn, tôi thề với ông luôn, tôi mà có lấy của đó cho trời đánh tôi tại chỗ này cho tôi chết đi. Hoặc là tôi bước ra đường tôi xe nó đụng tôi một cái không còn miếng thịt. Thề quá trời thề luôn đúng không? Nói thế không? Mình là con người có nhân cách, cần gì thì thề. Mình nói không có là không có, không nói vòng vo chứ nghe. Tính tình thôi. Nhưng cái nhân cách con người mình chỉ cần nói không có là không có, không cần thề. Tính tình thôi à, nhưng mà mình có nhân cách người nói người ta tin liền. Còn cái người mà thề thốt là cái người tào lao rồi đó. Người thề thốt là cái người này chắc chắn là có vấn đề. Nó có vấn đề nên mới thề thốt, đúng không? Nên đừng nên dùng cái cách thề thốt nghe không? Nó rồi nói lời đâm thọc khiêu khích người sẽ mất đi cái nhân cách của mình lắm. Khiêu khích người là đi đến nơi này cái nói gì, đi đến nơi kia nói nọ cho người ta có sự đụng chạm nhau. Đâm thọc khiêu khích để cho người ta đụng chuyện với nhau. Đó là những cái hành động mà mất nhân cách con người mình lắm quý vị à. Phải nhớ. Hết à. Với có mấy câu vậy đọc rồi mà chưa thấy hết. Nhìn lại hết trơn. Nên quý vị thấy không? Nên những điều những đức chia sẻ là nó gần gũi đơn giản nhất trong cái cuộc đời này. Để cho quý vị nghe để mà mình áp dụng. Nhưng nhớ nha, câu Phật hiệu này mới giải quyết tất cả vấn đề nha quý vị. Nhớ đó. Chiếc máy niệm Phật lúc nào cũng đeo. Máy bấm số ha. Đơn giản nhưng không đơn giản thôi chưa. Nó kết hợp với tất cả những cái nhóm bấm số niệm Phật ở trên mạng á. Kết hợp nó được thành một tổ chức. Mỗi buổi tối bấm xong, bấm qua cho người ta để người ta ghi lại cho mình. Nó làm cho mình rất là thích bấm số niệm Phật. Rồi người ta còn làm chương trình này chương trình kia, bấm số niệm Phật có quà thưởng. Nó làm cho mình khích lệ vui vẻ.
phải chân thật mà làm, kết hợp luôn. Và tu lên tập thể tu luôn, tuy ở nhà mà tu cùng tập thể luôn, nó có tổ chức tu luôn, thấy không? Phải làm sao để tạo cái nhân duyên cho mình tu. Cầm cái máy bấm số này, một ngày đưa ra 10.000, 15.000, 20.000, bấm, tha hồ mà bấm đi. Còn cái máy niệm Phật đeo cổ, lúc nào bấm không được thì cứ đeo cái máy niệm Phật này. Thì đúng là rõ ràng mình lúc nào cũng có câu Phật hiệu. Cứ niệm câu bấm số thôi, mày bấm cho xíu thôi, thấy không? Ai với Đà Phật, bấm. Ai với Đà Phật, bấm. Mà có khi viết quen có một bà già kìa, 85 tuổi kìa, mà bà nằm, bà bệnh kìa. Như vậy mà cái tay bà làm nè. Cuối cùng cái miệng này nó không ai với Đà Phật được luôn, còn cái tay không có làm nè. Cuối cùng lấy cái máy ra đưa cho dầu vô cái tay bà làm. Kinh khủng không? Đúng là cái gì tập thành quen cái nấy, thấy không? Cái tay bà đưa cho dầu cho bà làm nè. Cái tâm niệm Phật và cái nhân niệm Phật nó trở thành cái quả của tâm. Cuối cùng cái nhớ Phật này đưa cho dầu vô cái tay bấm luôn. Lấy cho dầu ra đưa ngón tay mình vô bấm luôn. Kinh khủng không? Cầm cái tay bà đưa ngay lỗ mũi, bấm lỗ mũi mình luôn. Trời ơi, bà chơi ghê thiệt chứ. Bà già này đúng là kinh khủng thiệt. Bà đụng đâu bấm đó. Mà ghiền câu Phật hiệu sao bấm lạ vô cùng, thấy không? Vậy thì máy bấm số này hay lắm, cho quý vị biết nghe, nó tập thành thói quen. Mà bây giờ tất cả tuổi trẻ mà muốn nghỉ bấm điện thoại thì còn có cái cách là bấm máy niệm Phật, thấy chưa, hay chưa? Bây giờ tuổi trẻ bây giờ mà không thông minh là do bấm điện thoại mà ra. Này mấy đứa trẻ trẻ ở đây nhớ nha, không thông minh là do bấm điện thoại nhiều, mà bấm điện thoại với cái mặt húm mắt lòi ra vậy đó. Nhìn điện thoại với cái tia hồng ngoại trong cái màn hình nó bóng, nó làm cho con mắt mình viết trắng nhợt. Cầm điện thoại viết, viết mắt nhiều luôn, viết mặt khờ câm. Gặp mình nhớ chào thầy, vì coi phải bấm điện thoại viết khờ không? Nó rồi học máy tính viết phải khờ không? Những đức nói cho quý vị biết á, từ khi mà học online tới bây giờ là trẻ em càng hư thêm nè. Bị thì quý vị nhận thức đi. Nên những đức mong tất cả những người làm ngành giáo dục nên xem lại, cái này nguy hiểm. Trẻ em đừng nên cho cầm điện thoại, nó học thì không bao nhiêu mà nó quậy trong điện thoại thì nhiều, nguy hiểm đó. Những đức đã tìm hiểu kỹ rồi đó nghe. Nên cái tư tưởng nhà giáo dục nên xem lại đi. Về sau mà nếu cái đà này là con em chúng ta tiêu hết á, đố mà tuổi trẻ sau này mà có nhân tài được bao nhiêu, tiêu hết rồi. Cái điện thoại này ghê lắm á. Cho quý vị biết rằng một người xuất gia thôi mà cầm điện thoại cảm ứng cũng hết tu chứ đừng nói người bình thường. Đó, quý vị coi Nhân Đức có điện thoại không? Không. Có ai gọi điện thoại Nhân Đức được không? Không có sao gọi. Quý vị thấy không? Khỏe không? Là ở đây thì cùng tu chung. Có khi những người ta đi đến đây nhiều lần mà chưa từng gặp Nhân Đức luôn. Vì sao? Ngồi xa sao thấy? Có nhiều bà nhóng 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 lên gì nhìn lỗ mũi, nhìn cái miệng trắng tư. Cái răng cừ ra trắng tư, nhìn cái miệng không thấy được con mắt. Thấy mắt đen đen không thấy biết mắt làm sao. Có nhiều bà già mà nói đi đây rất nhiều lần mà chưa từng gặp thầy. Nói, ủa sao tôi tới lui hoài mà xa không có thấy đâu. Ông đi như gió vậy đó. Ông phớt ngàn cái mắt tiêu. Có biết đâu. Thấy không? Rõ ràng luôn á. Nó như vậy mà người ta vẫn nghe người ta tu. Quý vị nghe câu này hay nè nghe. Phụ nữ tham dâm rủi lỡ có thai đi chích thuốc phá thai. Khi thác bị ngòi bàn trong và bỏ vào vạc dầu mà nấu. Ôi thật. Cái bà nào mà phá thai. Ghê thiệt. Quý vị coi cái bàn trong là sao biết không? Cái bàn tròn gì? Đinh nó đóng lên dài cỡ gan gan vậy nè. Đinh nhọn quét. Mà mình chết đọ xuống dưới đó, ngồi ở trên cái bàn đó, đè xuống, ngồi dưới đó, bỏ vào cái lò dầu mà đốt, nấu tối ngày. Chết rồi một cơn gió thổi ngang, sống lại tiếp tục như hoài. Vô lượng kiếp cứ gì? Phá thai. Ở đây có ai mang nghiệp phá thai không? Tự xem lại đi. Nên những đức nói rằng con gái còn trẻ mà biết niệm Phật, biết ăn chay phóng sanh là mấy đứa này đỡ phá thai sau này. Đỡ phá thai chắc chắn luôn. Vì nó giải cái nghiệp rồi, nó đỡ phá thai. Còn mấy bà mà phá thai 3-4 lần là mấy bà này nghiệp nặng nè. Nên phá thai nhiều như vậy. Trầu ô phá thai một lần tổn sức còn hơn đẻ 3 lần nữa. Đây là bác sĩ Bành Tăng người ta nói rõ ràng. Đông y nói, thấy không? Nên phá thai nó tổn sức chứ lắm mà còn chết còn đọ lạc quý vị ơi. Ghê thiệt chứ. Nếu bây giờ mà không gặp cái pháp môn tịnh độ này thì cứ như hết đường cứu mình. Mà đa phần bây giờ phụ nữ đều có mang nghiệp phá thai hết. Phần nhiều luôn. 10 bà hết 9 bà phá thai rồi. Cho mà biết gì đó, thấy không? Nên từ nơi đó không phải cái pháp môn tịnh độ này thì hết cứu quý vị.
Bây giờ quý vị đi đầu này đầu kia đầu nọ để mà nhờ quý thầy tụng kinh nha, rồi đập bài vị ha. Cái chuyện này không giải quyết được cái gốc. Cái gốc chẳng y thinh là cái tội, không giải quyết được đâu, cho quý vị biết đó. Cái gốc dẫn là quý vị phải chuyển cái tâm, quý vị phải tu, quý vị phải niệm Phật, quý vị phải vui trả nợ. Thân thể đau đớn dối không tới, đau bệnh ung thư tứ tung lang tan. Thêm cái nữa bây giờ không muốn đẻ nên sống với chồng thì phải ngừa thai uống thuốc. Trời ơi, cái uống thuốc ngừa thai này nó kinh khủng lắm. Uống thuốc ngừa thai này nó tổn sức dữ lắm. Mà khi uống vô rồi có khi chưa tới ngày kinh nguyệt nó đã có kinh nguyệt. Chứ không phải chuyện giỡn đâu trời. Giết rồi nó kiệt quệ người phụ nữ này hết luôn. Khi muốn đẻ đẻ không được, hoặc đẻ con ra con bị si cà que hoặc ngu. Tại vì thuốc đó nó bỏ vào trong đó, nó tích tụ trong cái đường trứng, nó cuối cùng khi mà nó tích tụ muốn đẻ con thì con mình lại bị ô nhiễm bệnh. Từ cái đường trứng bị bệnh nên sanh con ra tư tưởng không được thông minh, không được trí tuệ, tư tưởng không mạnh mẽ, nên bây giờ bị đê nhiều là như vậy. Nó lừng chừng, quý vị hiểu không? Trứng thì cũng có nhưng mà trứng lép. Chưa. Thì coi phải bây giờ bị đê nhiều không? Cái xã hội ngày xưa người ta đâu có bị đê nhiều như bây giờ. Sao bây giờ bị đê nhiều dữ ạ? Mà bây giờ cái tư tưởng thất thường, nam với nam mà cưới với nhau, ngộ thì ghê, nữ với nữ mà cưới với nhau. Ngày xưa người ta có mấy khi mà có tình trạng này xảy ra. Bây giờ mà tự nhiên con trai đi làm con gái đi làm con trai, cuối cùng hai đứa yêu nhau, nhìn lại là con trai đi làm con gái đi làm con trai. Nó kỳ cục như vậy, cuối cùng đi yêu nhau nữa. Đúng là nó lộn lãng quảng lanh quanh hết chân luôn. Kỳ không? Là vì sao? Ngừa thai, thuốc bỏ vào, ngày giờ đã đến đẻ mà không cho đẻ, thì khi đẻ ra thì lép. Thấy chưa? Ghê thiệt. Giảng quá thấy ghê thiệt chứ. Đúng rồi, thấy chưa? Nó nên thì thấy cái xã hội khổ chưa. Còn ngày xưa người ta tha hồ, người ta đẻ mười mấy đứa luôn, nhưng mà mấy bà già khỏe re mà người ta đẻ xong người ta nằm lửa tù đàng hoàng. Còn bây giờ mới đẻ ra có mấy ngày đi ngờ ngơ, thì bây giờ không đẻ luôn nữa chứ. Có bầu không đẻ luôn. Vì sao? Sợ đẻ chồng không thương nữa. Làm gì? Mổ cái bụng ra lấy con. Không, nói cho dễ hiểu. Mổ bụng lấy con đúng không? Nếu mổ bụng lấy con để làm chi? Để mà cái sự sống với chồng nó còn cảm giác. Cứ nghĩ gì đâu không rồi. Cuối cùng tình mẫu tử còn đâu? Không còn tình mẫu tử nữa. Ngày xưa gặn á, đau á, mơ mẫu tử, thập tử nhất sanh, thì gặn quá trời luôn thì mới thấy đứa con này là máu mủ, đúng không? Còn bây giờ bị làm ngược lại, bị mổ cái bụng cái phèo lấy đứa con ra, bị không gặn nữa, chích thuốc cái mổ phèo lấy con ra, rồi xong mai lại vài ngày sau khỏe bình thường, tiếp tục sống với nhau bình thường, đúng không? Vậy thì lần sau là không đẻ được nữa. Vì sao? Cái bụng đã bị gạch rồi, nếu mang bầu nữa nó nứt cái bụng làm sao? Chưa. À, từ nơi đó mà càng ngày xã hội này càng hỗn độn nhiều là đúng rồi. Hỗn độn nhiều là đúng rồi. Vì sao? Vì nó là tào lao bất xét. Thấy không quý vị? Nên một đời tệ hơn một đời. Đời chúng ta già đi con đối xử tệ lắm. Vì bản thân của mình nó ngăn chặn cái tự nhiên của nó hết rồi. Nên sau này nó lớn lên là nó trở thành ma quái không à. Nít bây giờ ma quái chứ không phải nít bình thường nữa. Bây giờ mà nít vô chùa thì còn thiện căn đó, chứ bây giờ phần nhiều ma quái không. Nó bị lớn lớn tuổi, bị đụng mấy đứa nít ngoài đời, bây giờ đi bị kinh với nó, cái nó quýnh nó bị luôn. Đừng nói không tránh già trẻ bé lớn quất quý vị luôn, đừng nói chuyện dẫn chơi. Hiểu không? Bây giờ đi ngoài đường đang ngồi quán gì, nhìn họ nhìn gì? Nhìn gì? Họ nhìn gì mình nói đâu có nhìn gì đâu. Thì không sao. Mà mình hỏi ngược lại, giờ nhìn nó nhìn sao? Là quất mình liền cho quý vị biết. Hiểu không? Thấy không? Ma quái thấy chưa? Xã hội ma quái. Bây giờ chủ nhật thứ bảy vô chùa vẫn là an hơn đúng không? Biết khôn khéo, thứ bảy dẫn con vợ vô chùa, ít gì nó cũng ăn cơm chay, đỡ tốn tiền nhà là điều thứ nhất. Nghe được những đức nói chuyện là điều thứ hai. Hai vợ chồng con cái ngồi chung là điều thứ ba. Nằm trong ngôi tam bảo là điều thứ tư. Ngày mai nghe pháp niệm Phật là điều thứ năm. Phóng sanh vui vẻ là điều thứ sáu. Trước nhất đi về chùa chưa tốn cắt mà được sáu điều hay. Sao làm việc tốt gì mà không làm nữa thôi, đúng không? Chúng ta tạo ra chùa, ta tạo ra nhà mà ta còn ngủ về nữa. Cái việc này chắc thế gian này cũng không ai làm, đúng không quý vị? Nhưng mà bây giờ phải rủ người ta nữa, thấy chưa? Nên những đức nói phái nữ phải cố gắng niệm Phật quý vị ơi.
không? Ta từng mang nghiệp phá thai rồi, nếu không khổ lắm. Những người buôn bán gian lặng lường gạt, thân cháo đấu, căn già căn non, khi thác bị cưa xẻ rồi xô xuống ngục, ô chì là ao huyết dơ, lặn hụp mãi đến khi đầu thai kiếp khác. Trời ơi, nó vì con mà căn già căn non, cha mẹ vì con mà tạo bao nhiêu nghiệp chứ. Nó trong kinh Du Lan tối nãy bị đọc nè, không? Chỉ cần được lợi ích không sợ bị giam bị cầm, chỉ cần con được lợi ích cha mẹ tạo bao nhiêu nghiệp chướng. Nó buôn bán căn già căn non, mua nải chuối 5.000 bán 10.000 là bán vốn. Căn ký cá trả giá quá trời, cuối cùng bán luôn căn 700 gram. Đổi trái căn làm đủ cách để kiếm tiền đem về nuôi chồng nuôi con, đúng không? Căn già căn non đó, khi thác thì bị xô xuống ngục, ô trì là ao huyết dơ, lặn hụp mãi cho khi đầu thai kiếp khác. Có nghĩa là cái ao huyết này chắc nó dơ kinh khủng lắm, vậy mà mình ở trong đó mình cứ lặn hoài trong đó, tạo là tạo nghiệp chướng mà cứ lặn hoài vậy đó. Nên mình đi về chùa mình ăn cơm, hộp cơm mình bới ít thôi, mình ăn cho hết mình bới thêm. Chứ nghe nói lễ lộc mà ăn cơm mà ăn đem lên chỗ ăn, ăn xong bỏ cơm vứt tùm lum, cơm dư tội chết, đừng có ăn gì. Những đức không có cấm ăn nhưng mà ăn cho hết. Còn mình thấy khả năng mình ăn một chút là no, thôi thà mình bớt cơm lại. Mấy cô dư bớt cơm ít đi, lỡ người ta ăn hết, lỡ người ta xin thêm miếng cơm nó cũng được. Cô bớt nhiều để lên chỗ ngủ tùm lum tùm la, ăn xong lễ xong đi gom cơm vứt tùm lum, liện qua hàng rào, liện ở ngoài trước cổng chùa, liện qua bên cỏ, cây xanh người ta lỡ người ta mét, người ta đòi bắt những đức. Chơi kỳ cục thế ghê, tổ chức không cho người cắt nó mà còn bị bắt. Không, nên từ nào đó quý vị coi thấy không, nên mình á khi nghe định luật nhân quả rồi mình mới thấy ghê. Thôi quý vị ơi, biết tu rồi, cái chuyện gia đình là từ phước duyên. Bây giờ quý vị cứ tạo cái nghiệp hoài về gia đình, sau này quý vị tiêu mà gia đạo không được lợi ích gì đâu. Thầy coi số coi tướng nè, thầy có bói coi số coi tướng nghe nè. Vì mối lợi riêng mà không sợ quả phước, việc xấu nói tốt, chuyện không nói có, coi ngày coi tướng, không thấu cũng đón, càng nói càng bướng, quen lừa dối gạt người để thủ lợi, đến khi chết mắc tội bị bỏ vào cối giả cho nát cả thân thể rồi đem cho chó ăn. Trời ơi, thầy bói coi tướng sợ nghe cái xanh mặt xanh mày chứ giáo mà sợ luôn quý vị, kinh khủng không? Nó nên coi bói coi số coi tướng đi, coi tầm bậy tầm bạ để mấy ông thầy cũng biết coi lắm nghe không? Nên thôi chị, gia đình người ta có người mắc gì lợi coi nè con à, thầy coi cha mẹ của con để 24 tiếng gia đình toàn bộ tập trung niệm Phật, đúng 24 tiếng giờ đó liệm tốt. Nó kêu mình coi, mình coi liền phải không, coi liền bấm tay lia lịa bấm đúng không? Rồi 24 tiếng gia đình tập trung niệm Phật nghe, niệm Phật xong đúng ngày đó gì liệm tốt. Còn bây giờ mình vừa đến coi hôm nay, ơi thường coi thì cái mặt ưa làm ngộ lắm. Mà cái bà ngồi kế bên mà thấy ông thầy mà cái mặt con vậy, bà cũng làm làm theo kỳ cục vậy đó. Ông thầy cái mặt gì thì bà cũng làm theo nữa, cái mặt ông thầy là cái bà làm nè. Ôi thấy không, 2 tiếng sau liệm liền, để thêm 1 tiếng nữa là nhà có người chết giùm. Thôi thử đem quan tài về liền. Tắm liền bỏ vô. Qua 1 tiếng thầy nói rồi, qua 1 tiếng là chết cả đám, bỏ vô liền, hiểu không? Quý vị coi, không biết đạo tu hành, cha mẹ chết xong đi mướn nguyên một cái dàn nhạc về hát để chia buồn, ác đạn không? Quý vị coi đó, cha mẹ chết không niệm Phật, không làm gì tốt cho cha mẹ, nó hát sùm chứ, hát để chia buồn. Quý vị coi thấy không? Nên cuộc đời con người chúng ta vì người thân, vì gia đình mà cuối cùng tạo một đống nghiệp rồi cuối cùng vậy đó quý vị ơi. Thơi thảm không quý vị? Quá thơi thảm. Gia đình tạo phúc thì hạnh phúc có thừa, gia đình tạo quả thì quả tai có thừa. Cái gia đình là người làm cha làm mẹ đứng đầu.
Biết tạo phúc thì phúc báo có thừa. Nếu gia đình thì người làm cha làm mẹ vì sự nghiệp trong gia đình mà tạo quả tai, là tạo nghiệp, gạt gẫm người, tham lam, đủ chuyện, tạo tội nghiệp. Vậy thì quả tai có thừa trong nhà quý vị rồi. Cái tâm quý vị tạo quả tai thì cái nhân quả của quả tai là những đứa con có nghiệp quả này chiêu cảm vào nhà mình để làm con mình, là quả tai đến ở bên cạnh quý vị. Quý vị thì suy nghĩ người này người kia, lo người này người nọ, nhưng cuối cùng bên cạnh quý vị nó đang chừng mắt nhìn mình kìa, sát bên đó. Con quả vừa mới đẻ ra đó, nó là đứa đến để đòi mình kế bên luôn. Vậy mà mình cứ lo người ta không à, cứ lo đầu này lo đầu kia lo đầu nọ, giống như Tào Tháo thông minh, cứ lo người ta mà quên đứa con mình là Tào Phi sát bên. Con quả đến quý vị thấy không? Tạo quả tai thì quả tai đến có thừa, tạo phúc đức thì phúc đức đến có thừa. Vậy thì quý vị chọn đi, phúc đức là an vui, quả tai là khổ đau. Nên con người chúng ta tạo phúc đức vẫn là đặc biệt. Chùa mình thật sự mà nói đưa lên tư tưởng gì? Tạo phúc đức. Quý vị coi lúc nào cũng đặc biệt vui vẻ. Từ khi bị đi đến chùa tới bây giờ phần nhiều quý vị thấy rất là vui vẻ sống trong đây, đúng không? Nó gọi mấy cô chứ biết quý vị coi làm mà chị em nó cũng vui vẻ. Chứ bây giờ có bo bo coi cái gì đâu vậy mà nó vẫn nhiệt tình. Còn mấy thầy mấy chú quý vị coi ra ngoài sân làm quá trời ngoài kìa. Những đứa có đi coi cái gì đâu quý vị coi, những đứa lễ có bao giờ bước xuống đây đâu. Những đứa đi về phòng, những đứa gọi chút, những đứa qua để chia sẻ Phật pháp. Nó còn có chuyện gì thì hỏi một cái, còn không hỏi thì cứ làm được cứ làm, thấy không? Nó y mà đâu vào đó, chứ bên kia còn ba đạo tràng, bên kia nói chuyện giỡn hả? Nó tổng cộng 1,000+ người ta đó, vậy mà nó nằm rấp. Hồi tối xong hết trơn rồi, bên kia tự giác lo để lên xe cuốn đồ đồ dọn dẹp, nam đồ làm không gì mà gọn sạch bóng hết chứ. Rồi xe cộ lấy lo chở về đây để chắc ở đây để bữa nay làm chương trình. Nói vị coi tự làm hết trơn, chỉ có cái gì thương yêu thôi, thương yêu để tạo ra một gia đình. Cuối cùng gia đình tự họ có sự thương yêu mình, vì mình thương yêu họ, mình nghĩ họ thì họ nghĩ mình. Quý vị coi, còn những đứa cũng nhiệt tình, ngày 3-4 thờ, 4-5 thờ lên đây tu với quý vị, họ thấy rõ ràng còn gì. Còn nếu như những đứa nói mà những đứa không làm sao họ tin? Nên những đứa phải làm họ mới tin. Rồi những đứa đến với quý vị tin rõ ràng là gì? Ông thầy ông nói ông làm, mình tin, đúng không? Nó ông nói ông làm mà. Nên đó là cái việc rất rõ ràng. Quý vị coi, chùa chiền xây dựng phải là nhiều không? Bên chùa mới 3-4 dãy nhà đang xây, quá trời xây. Bên kia gọi bên đây đang trong cái giai đoạn mà hoàn thành. Thì coi dữ lắm chứ giỡn đâu, đủ chuyện. Vậy mà người ta vẫn thoải mái. Là cái gì? Thì cái chuyện làm thì phải làm, còn chuyện thoải mái là phải thoải mái à. Còn làm thì cứ làm, hết tiền nghỉ làm vậy thôi. Mà có nào hết tiền đâu, đâu có hết tiền đâu. Bà thường xây dựng hoài luôn có hết tiền đâu, xây quá trời xây luôn, phải không? Đó thì quý vị thấy rõ ràng không? Tạo phúc thì phúc đến thôi. Nên từ nơi đó bây giờ mỗi một con người chúng ta nghe đạo, quý vị coi phải cần tạo phúc không? Nó nên tạo phúc đi ra đạo đặc biệt liền. Nên thờ ngôi tam bảo trong nhà. Trong nhà có ngôi tam bảo là đại phước báo. Gia đình mà có ngôi tam bảo, có phương pháp tu nghe pháp mỗi ngày, thì kiếp nạn dịch bệnh gì đến với chúng ta, bây giờ chúng ta cũng có thể ở nhà tu được. Nhà mình là một ngôi chùa nhỏ, phải lập như vậy đó. Tuy quý vị đi đến đây ào ào như những đức vẫn luôn luôn muốn lập cho quý vị một gia đình có ngôi tam bảo. Tại vì sao? Khi kiếp nạn xảy đến thì chúng ta ở đâu cũng tu được. Mà nhiều người tu thì kiếp nạn quá dễ, đúng không? Nhiều người tu thì kiếp nạn quá dễ. Trời ơi, có những người đi chùa đi bao nhiêu năm luôn, chùa ào ào đi về nhà không có phương pháp tu gì hết trơn, dịch bệnh chịu đờ. Thầy ơi, thầy bây giờ vậy ơn sao thầy? Thầy nói con xử đi chứ thầy có biết làm sao đâu con ở. Thầy lo chưa xong con ơi, con chùa thầy cũng đang đóng cửa. Thầy cho con vô cái chút đi thầy, con gặp thầy con báo chút chuyện. Không con ơi, dịch bệnh có vô được, vô được đâu con. Thôi bây giờ thầy mặc thầy lo, mặc con lo, chuyện ai nấy lo đi con ơi, con về đi thầy cúp máy nghe bụp. Trời ơi, bây giờ thường ngày người ta nói rõ ràng gì là người ta chỉ cho một phương pháp rõ ràng. Như lúc mà dịch bệnh quý vị coi, phải nhiều Phật tử ở đây từng ở trong chùa mình không? Trong mùa dịch á, nói vậy chứ đến một cái vô vô đóng cửa vậy đó, nhưng mà đến cái gì không? Vô tu à? Vô tu hả? Con đến mỗi tuần chủ nhật quen hả? Ừ, vô đi.
đúng không? Cù lằn chứ mà gan, đúng quý vị? Mà cũng dính dịch chứ phải không? Không dính dịch đâu, mà chùa mình không phải dịch bình thường, dịch ông cố nội không à, dịch cả chùa luôn, nóc náy ảnh đường thầy bà con cháu gì bệnh hết trơn. Mùa dịch đó, dịch sạch nhắc hết luôn, ai cũng dịch hết chứ. Gặp nhau làm sao khi xong á thì mười mấy ông chùm cái mền lại, trời là trời, chùa của mình đúng là kỷ niệm vô cùng. Khi mà xong á, mười mấy ông chơi cái mền chùm lại mà trả vô đó, mà hồi chiều mới ăn mắm guốc. Trời ơi, có cái ông đó ông nói đúng là cái kỷ niệm suốt cuộc đời, bệnh mà cũng mắc cười nữa. Vô xong tình anh em xong chung với nhau mà trả vô chả còn chơi cái mìn. Nó hòa cùng với cái nồi sông luôn, xả gì đó, nó bán mùi tứ tung lang tác. Bắt đầu á, ông thầy ông kêu khi xong á hít vô thở ra. Nạnh mỏi ông lấy cái cây đũa cứ quậy quậy cho hơi nó lên rồi hít vô thở ra. Cái cha ghế quên, hồi chiều mới ăn móng guốc, chánh đi một cái bùm. Cái bùm gì không? Rồi mấy ông này, mười mấy ông kia hít vô, rồi thở ra, hít vô, thở ra, cái kiều khiểu nhau. Sao tao nghe có cái mùi gì mà nó kỳ cục vậy mày? Cái thằng ghế quên đó, hít thì hít đại đi, cái mùi xong chứ mùi gì. Cái nó trời ơi trời, tao thấy cái mùi xong hôm qua nó đâu có giống bữa nay. Bữa nay tao nó kỳ cục quá, nay bữa nay xong bữa nay mà hít vậy có mùi vậy này gần hết bệnh đó, hít gì không? Trời ơi đúng là nó vui tiếc ghê tiệt chùa gì đâu mà ngộ. Mấy trăm người mà nó bệnh lượt, quý vị nghĩ sao? Nhận đức mà bệnh là bệnh cả chùa, nó mới làm pháp bệnh là nhận đức, bệnh là bệnh cả chùa, không có giảng đâu. Đúng là một con ngựa đau chân cả tàu bỏ cỏ phải không? Tình cảm chứa chan thấy không? Bệnh cả chùa chứ mà mắc cười lắm. Mỗi lần mà chùa mình mà ho là ho cả chùa. Nên lên chánh điện tu á, là khi mà niệm Phật là đông tây nam bắc nó ho tứ tung, cứ là hướng này hướng kia hướng nọ, nó chơi như máy cù le, như máy cù le miền tây vậy, nó ngộ lắm. Nó dài vỡ hết trơn, hết re không có gì hết trơn. Nên viết rồi thấy bệnh tình bình thường lắm, bệnh là bệnh, dài bữa hết, không hết thì chết, chỉ có con đường vậy thôi, đúng không quý vị? Con người mà không sống thì chết, chuyện này bình thường. Nếu mà cảm giác được vậy thì thoải mái quá. Cần nghĩ bây giờ mình chết mình phải bỏ lại cái gì, còn nhiều thứ thế gian phải lo làm sao sao sao, thì trời ơi chết mà tới nơi rồi mà còn ở đó lo, ngộ ghê, thấy không? Nó giống như hòa thượng bệnh bệnh á, ngày thu âm một đoạn, đứa hởm những đức chia sẻ Phật pháp có để đoạn mà tự thu âm á, thấy không? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, chết đến nơi rồi. Ngày thu âm vậy đó, ngày thu âm một đoạn rồi ngày nghe để ngồi để bên tai nghe. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, chết đến nơi rồi. Ý ổng là nhắc ổng 81 tuổi rồi, chết đến nơi rồi, lo niệm Phật cầu sanh cực lạc đi. Ổng nhắc vậy đó, cố gắng nhắc mình để buông xuống cõi đời này, quý vị biết không? Cố gắng làm mọi cách để buông xuống, tại vì sao? Vì nắm giữ quá nhiều thứ ở trong cuộc đời này, bây giờ phải nhắc mình để buông xuống. Nên bây giờ chúng ta hiểu Phật pháp rồi, chúng ta đừng có tạo nhiều cái thế gian này để nắm giữ hoài chứ cho nó mệt, đúng không? Nó nên những đức nói là những đức hạnh phúc nhất là được ở trong chùa mình, sống chơi với anh em vui thế ghê, vui thiệt á. Chơi với ông nào cũng thấy mắc cười chứ ha, những ngôn đủ gì thấy toàn mắc cười không, thấy chưa? Không mà nó chiêu cảm ngộ người trong chùa mình, là bị bước vô nhìn là thấy mắc cười à. Từ nhỏ tới lớn nhìn mắc cười lắm, nói chuyện tiếu tiếu vậy đó. Mà nhà Đức phái chơi mấy người vậy đó, còn gặp mà nói dòng do tam quốc mà nói trên trời dưới biển, nhà Đức nói yeah, mệt lắm, dòng do nhiều quá tạo mới được, thấy không? Con người phần nhiều phàm phu thế gian toàn suy nghĩ cái việc gì? Chết đi là ma. Mà làm ma là ở đâu? Tam đồ ác đạo.
mà là ma là khóc. Như vậy làm cho người ta khóc là đạt. Như vậy thì kết hợp lại cái chuyện khóc và đi làm ma và đọa tam đồ ác đạo là một nguyên lý, nên con người ta bị xúc động và khóc thì gọi là hay. Còn quý vị đi đến chùa mình thì những tiếng động viên quý vị cười. Còn nhiều người nói rằng trời ơi người ta khổ như vậy mà cười hay thiệt á. Không lẽ bây giờ á người ta nhảy xuống biển kêu tôi cũng nhảy xuống biển. Người học Phật phải có trí tuệ một chút chứ. Đứng ở trên biển cười để cho người ở dưới biển á, muốn lên đây để mình luyện dây xuống mà kéo họ lên. Còn nếu như mình cũng nhảy xuống biển, mình thương họ, mình từ bi quá, cuối cùng nó gịch mình chìm dưới biển chết cả chùm hết chứ làm sao. Hiểu không? Nó như giống như nguyên một cái mùa dịch bệnh đi, người ta bên ngoài ta dịch bệnh, còn trong đây thì cứ chọc chùa cừ tối ngày. Như vị nói trời cái gì đâu tu hành không có từ bi gì chứ. Cái đó mới từ bi, cười mới từ bi á. À, cười lên để nó có đầy đủ năng lực để mà giúp người ta, chứ nó không có rầu rĩ làm chi. Người ta không tu cũng rầu rĩ, quý vị tu cũng rầu rĩ, như vậy thì có khác gì người không tu đâu. Cái người ta không tu, người ta không có nhìn cái người tu mình có cái gì đặc biệt cả, nên mình là người tu nó phải đặc biệt. Nó phải đặc biệt thì cái người không tu người ta mới muốn học. Hiểu không? Đó. Bây giờ quý vị coi nhà mình có vài ba người, mình lo chẳng ai phải cũ, người ta y y người ta vẫn lo được, quý vị coi. Một cái tổ chức người ta đông y y như vậy mà để tự nhiên mà làm, có ai buộc ràng không? Có ai đi coi họ không? Không ai hết. Vậy mà họ nấu ăn từ 2-3 giờ khuya, nó nấu cho tới 9-10 giờ tối luôn, nó hoài luôn. Mà vẫn có người đứng phát cơm với vị ăn luôn. Mà gạo không thiếu luôn. Gạo quá trời nhiều kìa. Nói vị xem đông người ăn mà càng ăn càng nhiều. Đó, rõ ràng không? Còn nhà mình có 2-3 người ăn vài bữa hết trơn gạo thì người ta mới thấy Phật pháp nó đặc biệt thì mới học, đúng không? Còn đi về đây mà gặp những đức cái là à, quý Phật tử ơi, bây giờ mấy ngày nay lo dữ quá, hết tiền quý vị ơi. À, giờ mọi người bỏ một chút phụ thầy chứ. Vị thấy hôm nay những đức ốm o gầy mòn mệt mỏi, xanh xao vàng giọt, cái mỏ nhọn quét không thấy. Tội nghiệp thầy quá quý vị ơi. Giả trang gì chút xíu đừng cho người ta cho tiền, đúng không? Người ta còn không cho mà kỳ sao người ta còn không đến. Tại vì sao? Đến tôi khổ muốn chết, tôi gặp ông còn khổ hơn tôi. Học Phật có phước, tôi không thấy có phước gì, tôi thấy ông khổ quá trời luôn. Tôi chào ông, đến đây lần đầu như lần cuối luôn, nghĩ đến. Đúng không? Còn những người ta trưởng đoàn, người ta dẫn đi, bây giờ mấy 2 ngày nay cười quá trời luôn. Người ta về người ta nói kỳ sao đi cho tôi đi chứ nghe. Trời ơi gì đâu, ông thầy cũng vui thế ghê trời. Tôi nhà tôi không thấy gì nào mà vui được gì, mà đi đây tôi vui thế ghê. Ở gì đâu mà chặt cứng luôn, ăn uống ngồi gốc cây tùm lum tùm la mà sao nó vui kỳ cục. Vui tôi không hiểu cái gì vui quá trời. Lần sau đi cho tôi đi chứ nghe, để tôi về tôi ngủ thêm máng đực nữa đi chung. Đúng không? Vui quá. Từ nơi đó thì người ta mới thích đến, người ta không nài nỉ xin xỏ người ta không cho. Mà người ta có cho cũng là cho của thừa, cho bằng một cách không phải là phát tâm. Quý vị coi bây giờ những đức chỉ cần làm sao hướng dẫn người ta tu được thôi à. Còn những cái chuyện khác như đức cũng suy nghĩ tới, nó thoải mái vô cùng. Cái gì lên cái là hừng hực rồi, thấy chưa? Hừng hực thấy chưa? Không? Chứ con người từ đâu mà tự nhiên, từ đâu, từ bên kia qua đây chứ đâu. Tự nhiên qua đây hừng hực cái tâm lạ kỳ ấy chàng. À, giống như niềm vui nó có sẵn từ tâm mà quý vị cũng đang chờ đợi niềm vui này. Hai bên nó kết hợp như sữa hòa cùng nước. Hiểu không? Đó là tự nhiên nó có niềm vui liền, thấy không? Rõ ràng chưa? Nó nghĩa là chúng ta có một cái nhân duyên đặc biệt, nên tự nhiên người nói kẻ nghe, người nghe người nói, nó đặc biệt ghê chưa. Còn nó không có cái duyên rồi, lên nó chán ngắt, làm sao nói. Chán quá trời làm sao nói đây. Nên có nhiều bà cụ già mà bà cầm cái máy bà nghe thôi, nhưng mà gặp như đứa bà nhìn vậy nè. Trời ơi, mấy năm nay luôn nghe thầy giảng mà không thấy mặt thầy. Tôi nhìn kỹ có mặt ông sao. Nhiều bà lớn tuổi nhìn vậy nè, nói nè bà nhìn đi. Thì cái mặt gì tôi chứ cái mặt sao.
Hiểu không? Mình như vậy mà người ta lại thích. Người ta già người ta lại thích như vậy đó. Không, những đức nói quý vị biết cái thời cuộc phát triển cái gì đi chăng nữa, nhưng con người đơn giản hoạch tẹt thẳng thắn người ta vẫn thương à. Nó vẫn thấy thích thú cái người như vậy quý vị. Quý vị bây giờ có một người vậy bên cạnh quý vị sao buồn đây? Có nghèo nó cũng không buồn được nữa. Sao mà buồn? Mỗi ngày chọc quý vị cười hoài, bây giờ cực cỡ nào bây giờ cũng chịu nữa. Còn bây giờ gặp mặt cái là có đẹp cỡ nào bây giờ nhìn cũng thấy gớm. Đó quý vị. Nó bây giờ những đứa thấy có những chương trình họ đặc biệt, họ làm tổ chức quá trời dữ dằn. Vậy mà lên lên họ đọc quyển văn cái là ở dưới trang điểm bệt 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 bệt, mà vừa đọc quyển văn cái là nó chảy có đàn đi. Bị coi chịu nổi không? Làm chi mà trời là trời, làm cho người ta khổ mà. Lấy nước mắt người ta làm chi ạ? À? Có người bình thường vẫn đặc biệt lấy nước mắt làm chi? Cười đi vẫn là ngon. Nên có một câu nói nè: thường cười thì tiêu nghiệp, mà thường khóc thì tăng nghiệp. Đơn giản thôi. Hiểu không? Bây giờ quý vị đừng có buồn ai, bị cười là nghiệp tiêu rồi. Còn nếu như quý vị buồn người ta mà bị giận người ta vì không cười là nghiệp tăng. Vậy thôi, đơn giản vô cùng. Đi đến đây mấy ngày nay nghiệp nó tiêu mất tiêu hết trơn. Vậy mà đi về nhà là nghiệp tăng. Chưa. Tại vì quý vị đi đến đây bị cười thì nghiệp tiêu. Vì về nhà vừa bước vô nhà là gặp nghiệp đến liền, khảo đảo liền. Không, chồng nó đến nói ô mấy ngày nay đi chùa không được ha, mày vô mày bắt nồi cơm cho tao coi, có mấy con gà mà cắt cổ giùm tao, có mời mấy bạn đến nhậu đó, làm đàng hoàng nghe, mày mấy ngày nay đi chùa ngon lắm phải không, nay tao nhậu nè, phục vụ lo lắng đàng hoàng nghe không, thấy chưa, bây giờ ông thầy Đức nói y đen luôn. Bởi vì vợ là chờ ông lấy tôi xách đồ tôi đi vô chùa luôn tôi ở. Tôi vừa bước về nhà này là tôi thấy nó nặng nề vậy đâu. Phật ở Phật chừng nào con mới thoát khỏi cái nợ này với Phật. Vì bà cũng nói kiểu đó đó nghe. Phật chừng nào con mới thoát khỏi cái nợ này với Phật. Phật nói tại con không muốn thoát thôi. Con nói gì mà con đâu có chịu thoát đâu. Con thì nói nợ gì chứ. Ai mà đụng cục nợ này của con cái là con nhảy trong đổng vậy đó. Xong anh nói rằng ủa nợ mà sao mà người ta lấy mà mày nhảy trong động, anh nói nợ chứ không có nói tao cũng buồn lắm á. Hiểu không? Vì sao nó còn thiếu nợ, tuy là nó buồn nhưng nó còn thiếu nợ, làm sao mà nó cho con nợ này ra khỏi tầm tay nó à. Nên từ nơi đó mà có những người chồng mà nó bỏ vợ đi có người khác, nhưng mà vợ nó mà đi có thằng khác là nó quýnh á, không cho. Hỏi tại sao ông ăn chả mà ông cho tôi ăn nem? Nói tao được quyền ăn chả mà mày không được ăn nem. Mày ăn nem của tao không được ăn nem ai chứ nha. Như vậy đó. Thiệt thòi quá mà. Sao chứ kỳ cục ý. Nam nữ bình quyền chứ sao mà chứ kỳ cục ý chả. Hiểu không? Nên quý vị thấy chưa? Cái xã hội nó như vậy đấy. Đó. Nên quý vị biết, khi biết Phật pháp rồi nó cởi mở rất nhiều thứ. Thì mình biết trong cái cuộc đời này, từ phàm phu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chờ người A-tu-la, thanh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật đều không thoát hai chữ nhân quả. Nếu nó điều từ là nhân quả mà chiêu cảm đến quý vị à. Nó giống như bây giờ có những cái người chồng của mình mà người ta thấy người ta ê hề nhưng mà lại thương. Nó là cùng cái tần số thương của mình. Nghiệp giữa mình với người đó là cùng một tần số. Nó cùng một tần số là một rồi. Mình thương nhưng người khác ê hề. Có những đứa bạn nó nói rằng tao nhìn chồng mày mà tao mắc ói luôn mà sao mày thương hay. Cái mình trả lời lại câu: mày nhìn thì nhìn vậy chứ mày nhìn không rõ bằng tao đâu. Trời, ghê vậy đấy chứ. Hiểu không? Nó rồi chồng của mình có khi mà gọi là nó hôi hám kinh khủng luôn. Có nhiều đứa nói không biết mày sống hay. Tao mà lâu lâu đến nhà mày mà chồng mày phớt ngang là tao nghe mùi chịu không nổi. Nói mùi đó là mùi đàn ông đó mày. Đã thương rồi là cái thứ gì nó cũng nói cho bằng được để mà thương. Vì sao? Vì nó còn nghiệp. Nhưng mà khi nghiệp hết rồi, quý vị muốn kêu nó quay lại, nó quay cũng không được nữa. Tại vì giữa mình với người ta nó hết nợ rồi. Thấy không? Nên cái cõi đời này nó quay vòng vòng, lên xuống như cái căn nhà 6 tầng vậy đó. Lúc thì mình lên tới tầng 6, vậy mà cuối cùng mình xuống tới tầng chót. Ở dưới
rồi xuống tới từng chót mới lên từ tầng rồi lên tới tầng 6, cái quay là tầng chót. Cứ làm hoài vậy mà trong lục đạo luân hồi này không ra, khổ đau triền miên, thấy không? Nên tổ sư nói rằng cõi đời này như quán trọ, như là quán trọ thôi quý vị. Trọ có thời gian ngắn thôi, ở thế gian thì không được bao lâu. Sắp sửa mà được làm người thì bạn bè ở dưới tam đồ ác đạo cũng chúc mừng quá trời luôn. Làm người rồi cố gắng tu nhân tích đức, nghe có gì giúp tao nghe mày. Tao ở đây tao khổ quá trời đó, mày lên chỉnh mày vui, mày quên mất tiêu, mày nghỉ tu đi nghe. Mày yên tâm đi, tao cố gắng. Tao về chỉnh đi rồi tao cố gắng tao tu hành, rồi có gì tao giúp mày. Mà vậy mà lên đây bị ngũ dục lục trần nó lôi kéo cái nghỉ tu luôn. Cái con thời gian ngắn à, cái thời gian nó thiệt là ngắn đối với thế gian và ở trong tam đồ nó ngắn, vô cùng ngắn nha. Vừa mới thấy nó lên, vài bữa sau thấy nó đi xuống dưới lại. Thấy, ủa sao mới đây xuống đây nữa rồi bà? Nói, tao gì vậy, tao không tu hành gì chứ mày ơi mày. Gì đâu mà nhân gian cũng có nhiều cái đẹp thế ghê luôn. Lo tạo nghiệp không? Mới đây chết queo xuống dưới đây nữa mà. Thấy chưa? Cấp kỳ nó xuống nữa rồi, thấy chưa? Nên bây giờ chúng ta nắm bắt cái cơ hội được làm người này mà tu cũng vui nữa. Chứ nó đâu có buồn khổ gì đâu. Từ khi mà những đức đi tu tới giờ nó vui còn nhiều hơn ngoài đời gấp 100 lần. Chứ có nói khổ gì đâu, tu mà khổ ai tu. Nó vui thiệt, mập nữa. Mặt coi được hơn ngày xưa. Nếu mà bây giờ đi tu giết mà càng ngày đó càng teo ngắt tôm húm luôn thì ai mà tu, hiểu không? Nếu mà bây giờ nó tu 14 năm nay mà lúc trước có 52 kg, bây giờ còn có 43 kg, mà cấp trước cũng hô rồi mà bây giờ nó đưa nguyên cái hô ra luôn. Hồi xưa còn che được hô mà bây giờ che cũng không được luôn thì quý vị biết người ta nghĩ tu là đúng rồi đó, tại vì thấy gớm quá mà ghê quá, phải không? Đó mà đi 10 mấy năm nay bây giờ thấy sao nó thay đổi lạ quá, mà nó còn vui tươi, nó còn có ý nghĩa trong cuộc đời. Thì từ nơi đó mà bạn bè người thân người ta mới muốn tu à. Nên mình tu làm sao mà mình vui kìa, mình tu làm sao mà mình đặc biệt kìa. Nên cái câu này phải nhớ nè: thường cười thì tiêu nghiệp, mà thường khóc thì tăng nghiệp. Đó, bây giờ đi đến đây là quý vị tiêu nghiệp mà. Nên ngày chủ nhật đồ, ngày lễ đồ mà những đức tổ chức quý vị đi đến đây là quý vị tiêu nghiệp mà. Tại vì sao? Vì quý vị cười ngày đó là nghiệp tiêu. Còn nếu gì mà biết áp dụng phương pháp nó thì tiếp tục nó cười hoài, vui hoài luôn. Cái chỉ cần gia đình có ngôi tam bảo, quý vị hồi sáng như đức tặng 100 cái phiếu á, 100 phiếu là 300 tượng của người ta đó. Tháng nay người ta làm được 300 tượng đó, trong mỗi tuần thì làm được đâu 150 tượng, đúng không? Nó mà rồi tiếp tục người ta cái ngày lễ này mà ta làm được 300 tượng cho mình là được 100 bộ tượng Phật đó, thì hồi chưa tặng rồi đó. Nó, quý vị biết rằng là mình về mình làm bàn thờ cái đi, rồi mình thờ, rồi sáng tối mình dụng công mình tu hai thờ. Rồi bắt đầu là mình mỗi ngày nghe Pháp. Đi làm gì làm rồi xong mình về nhà mình được nghe Pháp, mình nhìn Phật Bồ Tát. Rồi vô mình niệm Phật lễ Phật, mình dẫn con cháu vô niệm Phật lễ Phật. Thấy không? Quý vị mà cứ như vậy, quý vị tu lê ra thì đi đến đây cũng vui, về nhà nó cũng có hương vị. Bắt đầu nó mồi thêm cái lửa hương vị, nó mồi hoài, mồi hoài, mồi hoài, mồi hoài. Rồi mình nhớ Phật chứ từ từ mình ít bao giờ nhớ buồn phiền. Vì mình nghĩ rằng nhớ buồn phiền thì nó làm cho mình khó chịu. Thôi mình đã hiểu rồi thì buồn phiền này nhớ làm chi nữa. Thôi tự nhiên cái tâm trạng của mình nhớ Phật nhiều hơn là nhớ buồn phiền. Tại vì cái cuộc đời này mình thấy rồi, có những người ở Việt Nam mình ta giàu, trời quá trời ta giàu luôn. Giàu quá trời giàu luôn mà người ta chỉ lo cho sự nghiệp. Còn mình thì cũng không có gì mà mình cũng lo cho sự nghiệp giải thoát. Mình lo cho sự nghiệp giải thoát nó hay hơn là sự nghiệp thế gian. Mà mình lo cho sự nghiệp giải thoát thì ở thế gian này cũng có sự nghiệp chứ không có đâu. Những đức nói thiệt là những đức đi tu rõ ràng luôn. Tuy những đức thấy mình không có của cải gì hết trơn nhưng mà thật sự là có sự nghiệp. Tại vì sao? Những đức lo sự nghiệp thế gian mà nó có sự nghiệp á. Sức thế gian lo sự nghiệp, sức thế gian mà có sự nghiệp thế gian. Quý vị coi, nó rõ ràng luôn. Cái cuộc sống không cần phải lo lắng nặng nề gì. Mà những đức cũng không có đi mượn nợ nhà nước ngân hàng gì luôn. Không mượn nợ ai hết trơn á. Quý vị biết những đức nói cái hạnh phúc lớn nhất của con người ta nghèo nghèo mà đừng có thiếu nợ. Thiếu nợ nó bận tâm lắm quý vị à. Dù bây giờ quý vị biết đi hỏi tiền á, mà bây giờ rẻ nhất đi chăng nữa cũng là nợ. Cũng phải lo, tuy là nó rẻ nhưng mà mượn nhiều nó cũng thành nhiều. Hiểu không? Nên từ nó đó cũng lo à. Còn bây giờ mình có tiền mình mua chiếc xe Honda thì mình đi chiếc xe Honda được rồi. Ai mượn mua chiếc xe để trả góp làm chi, để cho thiếu nợ. Bây giờ mình có tiền cắt căn nhà nhỏ nhỏ, mình cắt căn nhà nhỏ nhỏ, ai kêu đi mượn một đống tiền để cắt căn nhà bự bự lên mặt với người ta. Mà cuối cùng nó nợ chồng chất. Rồi cuối cùng đi cực khổ vì cái căn nhà, vì chiếc xe đó mà khổ.
Chứ có nghĩa là tại mình tạo ra cái cực khổ trong cuộc đời, mình nghĩ rằng thôi chịu khó vài năm nó có cái của. Trời ơi quý vị biết rằng nó có khi nó kéo dài lâu dài luôn đó, chứ giỡn đâu. Nên thôi chúng ta biết đủ cái thường vui, sống đơn giản bình dị thôi. Biết tu vẫn là hạnh phúc. Những đức nói biết tu vẫn là hạnh phúc nhất. Nên những đức đi tu, những đức thấy rõ ràng là không thiếu nợ là hạnh phúc. Bây giờ Phật tử biết tu hành rồi tập đi, sống gói ghém đơn giản bình dị, ăn chay đâu có tốn tiền bao nhiêu. Nó đâu có tốn tiền bao nhiêu đâu. Khi mà mình ăn chay rồi mình cũng không có ăn diện gì quá đáng. Sống đơn giản. Nó rồi chồng mình từ từ, nó mà biết tu rồi nó cũng không muốn nhậu nhạt chi nữa. Tại vì đã biết rồi cái chuyện nhậu nhạt nó đâu có lợi đâu mấy ông. Trời văn này văn cựa nhậu nè. Đã biết rõ ràng rồi cái chuyện nhậu nhạt nó không có kết quả. Hiểu không? Cuộc đời con người mấy chục năm ngắn ngủi, không lẽ chúng ta bỏ thời gian vào những cái sòng nhậu, cái sòng ăn chơi nó làm chi? Bây giờ dù còn trẻ đi chăng nữa, bây giờ chúng ta nên lập vị lại. Chứ không lẽ cứ lao hoài theo dòng sống của cuộc đời đó. Rồi cuối cùng con người nhìn lại cuộc đời mình có cái gì đâu, cái gì đâu mà đặc biệt. Thôi bây giờ mỗi người có một nhân viên thôi, mình đem tịnh độ mình giới thiệu đi. Cái việc của mình rảnh là mình đem tịnh độ giới thiệu, lập một cái trang ở trên mạng, rồi mình đem những buổi chia sẻ này mình chia sẻ cho người ta. Ban đầu một hai người nghe, nghe từ từ có người, tự nhiên mình có được một cái trang Phật pháp mà chuyên tu. Nhưng đức thấy có những người, người ta làm như vậy mà thấy cái việc làm người ta nó có ý nghĩa vô cùng. Cứ làm chân thật mà làm đi, đâu có tốn tiền bao nhiêu đâu. Có tốn tiền tốn công có chút xíu, bỏ công chút xíu à. Mỗi ngày lấy những bài pháp rồi chia sẻ ra. Chúng sanh nó thấy lạ lạ quý vị à, tự nhiên nó vào. Bây giờ làm từ từ cũng biết làm mà. Những đức thấy có nhiều người đơn giản mà sao người ta biết làm cũng hay á. Ví dụ như bây giờ những buổi giảng những đức cái tự nhiên cái người ta cắt một khúc ra, người ta để cái đề lạ lạ vậy mà đưa lên, vậy mà ta thấy là lạ người ta nghe. Phàm phu phải dùng đa dạng phương tiện để dẫn dắt nó vô nghe từ 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 từ, nó không có đơn giản đâu à. Còn riêng mình ở đây nó thành một mô hình, còn tới quý vị là một mô hình mới, nhưng nó vẫn là cái thật chắc cũ. Vậy thì quý vị làm được rồi đó, xây chùa không xây được, nhưng lập một đạo tràng trên không trung thì làm được. Đạo tràng ban đầu 4-5 người, từ từ đóng thêm, chăng thật mà làm đi, dùng cái khoa học hiện đại này nè để phát triển Phật pháp. Nó hay dữ lắm cho quý vị biết. Bây giờ quý vị coi, người ta xa khắp nơi nơi mà người ta về đây đông như gì là do cái mạng truyền thông giới thiệu mà ra. Rồi dùng miệng con người báo tin mà ra. Những đức dùng đa dạng cách mà rủ về đông gì để mà tu nè. Chứ không tự nhiên sao biết ở đây. Từ nơi đó phải biết cách để đem Phật pháp giới thiệu. Vậy thì cuộc đời mình ý nghĩa vô cùng quý vị à. Nó học Phật hay lắm, những đức nói thiệt. Quý vị thấy không? Những đức đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật này. Vì sao? Vì muốn khuyên người ta đeo máy niệm Phật. Hay quá mà. Cứ đeo máy niệm Phật này nhắc hoài, không niệm cũng nghe nữa. Nghe rồi phải niệm. Lúc quên là nghe, nghe rồi niệm, nghe viết duyên luôn. Duyên với Phật A Di Đà dày luôn. Nên đeo hoài viết thành duyên dày với câu A Di Đà Phật. Nên những đức nói tin câu Phật hiệu dữ lắm. Những đức nói bao nhiêu buổi chia sẻ Phật pháp của những đức, quý vị biết rằng nếu mà một vị giảng sư nội mà ta ghi cái đề cương thôi là một tháng ta ghi được có một đề hoặc là hai đề là dữ lắm, là ta giảng được hai buổi là dữ lắm. Vì mà cái người tu tịnh độ giảng hoài giảng cũng có người nghe nữa. Người ta thích nghe vô cùng mà nó gần gũi lên cái là ào ào vậy đó. Vì thấy tự tại không? Những đức tin câu Phật hiệu là như vậy. Xây vòng chỉ có một câu Phật hiệu mà như vậy đó. Tin không? Bây giờ cứ đem cái pháp này mà nhắc hoài đi. Nó chiều nay chúng ta chỉ sáng buổi này, tối cái nữa là thấy chúng ta kết thúc chương trình Du Lan 2 ngày. Quý vị coi, nên bây giờ buổi chiều này phải kết luận cái chuyện chuyến đi này nè là một cái phương pháp tu nè. Chứ cười hoài nó cũng không giải quyết được cái khổ nữa. Nó phải là có cái tâm tu giải thoát nó mới giải quyết cái khổ. Còn cái cười mà không tu nó chỉ vui ở thế gian. Mà cười ở thế gian mà không tu thì nó sanh ra cái khổ ở thế gian. Nên từ nơi đó mà phải có cái pháp tu thì có nụ cười. Mà nụ cười của cái pháp tu gọi là cười pháp vị. Mà pháp vị thắng mọi vị. Hiểu không? Tại sao người ta lên là người ta cười? Là vì sao? Vì người ta có cái pháp vị. Nếu như bây giờ nhận đức lên đây mà suy nghĩ bữa nay thì nói cái gì để quý vị cúng dường tiền, thì cái nói đó nó không bao giờ đạt cho quý vị biết á. Nhưng mà hoàn toàn quên cái đó đi. Hoàn toàn quên cái đó đi. Thật sự mà nói nghe, nói câu này chia sẻ cùng với tất cả quý thầy chứ, mình chỉ cần mình đến với người ta thôi, người ta cũng nghĩ đến mình rồi. Mình không cần nói, người ta cũng nghĩ đến mình nữa. Người ta đi về chùa mình mà mình nhiệt tình, mình lo lắng cho người ta. Con người mà ai cũng có cái tâm, mình lo cho người ta quá trời nhiệt tình. Có khi chị em hai ba bà ngồi lại nhau cũng nói chào chào về đây thấy thầy cũng lo quá trời lo, tùm lum chuyện ở trên chùa chiền xây dựng tứ tung lăng tan. Nó nói chứ không có tiền sao làm được vậy mấy chị. Thôi chị em ngừng chút chút bỏ thùng tam bảo đại mấy chị ơi. Thấy không? Đó. Ngốc mà quý vị thấy cách chia sẻ không? Cái lý bên trong quý vị thấy nó rộng không? Cái đó là cái tâm trạng của con người. Mình nắm được tâm trạng ra
mình hiểu được cái hiểu ý của người ta. Cái ngụ ý đó là mình nè, mình xem lại đi rồi mình nghĩ người ta liền đó. Bản thân mình mà ai lo cho mình nhiều đi, tự nhiên bản thân mình cũng ngồi nói nữa. Hoặc là ngồi mình gác tay chán, mình suy nghĩ, trời ơi, nhà có mấy người mà mình lo quá trời lo. Về đây gì thấy thầy lo cả ề gì đâu, già cả nằm tàn láng đại hải, vì tứ tung lang tang khắp nơi nơi, người ta về chắc cũng lo dữ lắm chứ. Đâu phải là không lo, thấy ổng thì cười cười vậy thôi, chứ có khi ổng cũng nặng nề, ổng lo tùm lum chuyện. Thôi mấy chị em ơi, mỗi người chút chút hỗ trợ thầy, chứ chờ ổng nói sao mấy chị em. Đúng không? Từ nào đó con người mình là nó nghĩ được cái điều người ta đến với mình. Còn lúc nào mình cũng nghĩ bây giờ người ta đến với mình trước đi, rồi mình mới đến với người ta. Con người vậy là con người mình cục bộ quá. Con người vậy không bao giờ thành đạt ở trong cái cuộc đời này đâu quý vị à. Mình muốn thành đạt trong cuộc đời này, mình cứ đến với người ta đi, đừng có nghĩ người ta đến với mình. Tốt cho người ta đi, người ta sẽ tốt với mình à, chắc chắn luôn. Mình chờ người ta hả? Chờ tới khi mình chết cũng chưa có việc đó nữa. Hay không? Nên chúng ta phải gieo cái nhân tốt cho nó mạnh, thì cái quả tốt nó phát hiện nhanh thôi chứ gì đâu. Đó, nên nghe gì rồi quý vị nhận thức đi. Mình học Phật mình phải phóng khoáng quý vị à. Phóng khoáng và rộng rãi. Dù cho mình nghèo, mình không có tiền, mình thấy mình con người cũng thoải mái nữa. Nó nên cái thoải mái văn là phải thoải mái thôi. Thôi nghỉ luôn đi. Chiều nói nữa. Hết giờ rồi quý vị. Thôi bây giờ đi đến đây á. Nhân Đức cũng dành thời gian với quý vị rất là nhiều. Mong rằng đem Phật Pháp giới thiệu, cái quan trọng là đem Pháp Môn Tịnh Độ này giới thiệu. Thấy không? Rồi đi đến đây nghe rồi thì về nhà cố gắng tin sâu nhân quả, cố gắng niệm Phật. Cái siêng năng niệm Phật đi thì gặp những đức điều khuyên vậy thôi. Nói chuyện có vui cỡ nào đi chăng nữa thì cũng là khuyên vì niệm Phật thôi. Và sống gặp cái nghiệp quả gì trong cuộc đời đi chăng nữa cũng phải niệm Phật. Vì đó là do nhân mình gieo thì quả mình phải chịu. Nên mong quý vị cố gắng niệm Phật, lâu lâu về đây được dự chương trình lễ ở đây. Thì những đức cũng cố gắng hết hơi, hết sức để mà cùng tu với quý vị. Để mà chúng ta quyết chí đời này để về cực lạc gặp nhau nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúng ta vừa nghe chia sẻ Phật Pháp xong, giờ này chúng ta ra ngoài cúng thí thực quý vị. Nên chùa mình Nhân Đức cũng rất là chú trọng cái việc cúng thí thực. Nên ngày nào chùa mình cũng cúng thí thực hết chứ, khi tu buổi chiều này xong. Nên chư hương linh mà đi về chùa mình mà giữ khóa tu á, thích ở lại chùa thì cứ ở trong chùa, siêng năng ở đây mà tu. Rồi những hương linh mà vì nghiệp phá thai á, các con cũng được ở chùa. Cái hoàn cảnh này nó rộng lắm. Mỗi ngày người ta niệm Phật, chắc Phật quang phổ chiếu. Mình mà ở trong cái đạo tràng gì mát mẻ lắm và thích thú. Từ nơi đó mà ở đây nương một bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Đừng có cái tâm đi theo cái người cha mẹ mà từng phá thai mà đi theo họ đòi nợ làm chi. Họ cũng có phước gì bao nhiêu. Mình đeo đẳng theo để đòi nợ họ, cuối cùng thì mình cũng chịu cái quả báo tam đồ khổ đau thôi. Nên quan gia nên giải không nên kết. Nên mỗi lần Đức cúng đức thực thì thôi cũng nói vài câu vậy. Người sống được nghe mà người chết cũng được nghe. Để mà mình nương vào bổ nguyện, mang cái tâm thoải mái để mà mình sống, để mà mình niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nên đem toàn bộ cái công đức của đại chúng mấy ngàn người nghe Pháp niệm Phật gì nè, rồi phóng sanh cúng đức thực. Chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho toàn thể đại chúng và hàm Phật tử khắp nơi nơi và gia quyến của quý vị. Thân tâm thường an lạc, đều phát Bồ Đề tâm, tín nguyện niệm Phật cả đời. Niệm câu Phật hiệu này không thay đổi, để quyết chí đời này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho giác linh Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không và của quyền thất tổ ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, và tất cả những chư hương linh vì nghiệp phá thai, hay tất cả quán thân trái chủ trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta đã vô tình giết hay cố ý giết, hay tất cả chúng sanh chết trong chặt dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới, chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho họ. Nguyện cho tất cả những chư hương linh đều hưởng được công đức mà tâm sáng suốt để nghe được Pháp Môn Tịnh Độ và nương vào bổ nguyện niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiết từ công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết. Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đăng ngộ tình chung ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiết hồ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết. Ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo, như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiết cô hồn công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết. Ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo, án một lũng lăng ta bà ha, án một lũng lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, ô danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, từ đại bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh. Nhờ cái công đức phóng sanh mà chúng ta tu suốt mấy ngày mà đông người gì mà ai cũng khỏe, ai cũng vui. Công đức phóng sanh là công đức vô ý thí rất đặc biệt. Nên chiều nay khoảng 5 giờ mấy, 6 giờ chúng ta đều có mặt ở ngoài trước sân với tất cả những vị trí chánh điện, để chúng ta vừa chia sẻ Phật Pháp xong rồi chúng ta niệm Phật. Niệm Phật xong rồi chúng ta tụng được một cuốn kinh Du Lan, xong lễ Phật một tiếng đồng hồ, xong chúng ta phóng sanh. Đó là chương trình chúng ta tu 2 ngày được viên mãn, để mà mình cầu an cho người thân còn sống và cầu siêu cho ông bà tổ tiên của mình, đem toàn bộ đại chúng này để mà mình hồi hướng cho nó được viên mãn. Tối đêm nay thì thờ nữa là nó viên mãn cái chuyến đi của mình được 2 ngày ha. Và nếu ai ngủ lại thì ngày mai chúng ta tiếp tục buổi sáng những đức chia sẻ Phật Pháp thêm chút nữa rồi chúng ta chia tay. Rồi về nhà thì mỗi người ai cũng siêng năng niệm Phật. Nên cái việc mà tu hành, quý vị biết, đi đến chùa thì có công nó mới có quả. Mình sức mồ hôi nó mới có được cái nhân, nó có quả chứ. Chứ nếu mình đi đến chùa mình cầu an cầu siêu ghi tờ giấy không tu gì hết, sao mà cầu siêu. Rồi hình thức gì thôi không được cái gì. Thì bây giờ cũng phải ngồi nghe Pháp, đau chân đau cẳng, lễ Phật đồ, làm lễ phóng sanh đồ, làm nhiều việc
để rồi mình kết hợp lại mình mới cầu an cầu siêu cho người thân mình, quý vị. Cái nhân cái quả nó mới tương đồng chứ. Nên từ nơi đó mà nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng ở đây ai thân tâm cũng an lạc, đều nghe Phật pháp rồi thôi mình tránh những điều ác, hướng những điều thiện, quý vị ơi, để mà cuối cuộc đời chúng ta đều sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta nhìn những con chim nó trong cái lồng gì, nó cũng từ chúng như chúng ta tạo nghiệp đó. Thì nhìn từ con chó, con mèo, con gà, con vịt trong nhà mình cũng từ con người tạo nghiệp mà thành ra súc sanh mà ra đó. Chứ không bao giờ mà cái chuyện bỗng không mà như vậy đâu. Nên chúng ta bây giờ thôi mình có thân người là quý lắm, gặp Phật pháp càng quý, quý vị cố gắng tu để cầu sanh cực lạc. Thôi bây giờ chúng ta quy y cho mấy con chim này, để quy Phật, quy pháp, quy tăng xong các con chim ở chùa để niệm Phật, để hướng về thế giới cực lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay để mà thả chim hoan hỷ vui vẻ nha. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật. Chúng ta xuống chai đường kiếm miếng cơm ăn đi quý vị.